Ok máy nha anh em, máy nha anh em ơi. 3T82 dạng ma, 3T82 dạng ma, 3T82 Isuzu này, cái gì Isuzu Combat Su tùm lum hết trơn nha anh em. Anh em nào có mua alo mình nha, có này có hộp số luôn, dạng ma đó, dạng ma Isuzu. Anh em nào có mua alo mình nha, số điện thoại 0939699788. Kubota đây, Kubota Kubota nhóc chân luôn nha anh em. Giá rẻ HL16A tùm lum hết trơn nha anh em. Mitsubishi đó, dạng ma này, dạng ma 3T74 thì dạng ma luôn, 3T63 đó. Anh em nào có mua alo mình, số điện thoại 0939699788 đó. Máy này có bơm luôn nha anh em, có hai đầu bơm luôn nè. Ghê chưa, ok máy về luôn nha, ok anh em.